Xin chào, bạn đang muốn tìm hiểu về cách chống thấm tầng hầm nhà phố cao tầng và bạn cũng đang lúng túng vì có tràn lan rất nhiều thông tin trên mạng về biện pháp chống thấm tầng hầm nhà cao tầng. Vậy thì chống thấm tầng hầm nhà cao tầng như thế nào cho đúng và tiết kiệm chi phí tối ưu nhất? Thì video ngắn này của Chống Thấm Hưng Thịnh sẽ là video rất hữu ích dành cho bạn. Và mình chắc chắn rằng xem xong video này thì bạn sẽ có thể nắm được chắc chắn cách chống thấm tầng hầm một cách triệt để nhất và xuất sắc nhất. Và mình khuyên các bạn nên xem từ từ, nghe kỹ và nếu có giấy bút thì hãy ghi ra một số ý chính thì sẽ rất bổ ích cho bạn. Nếu chỗ nào các bạn còn thắc mắc thì hãy để lại bình luận. Chống Thấm Hưng Thịnh sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn thấy một trong những video của kênh Chống Thấm Hưng Thịnh thì xin chào các bạn. Chống Thấm Hưng Thịnh chính là kênh chuyên chia sẻ về kỹ thuật chống thấm dân dụng và công nghiệp. Trong thời đại mà thông tin thật giả tràn lan trên Internet thì sự khác biệt của kênh Chống Thấm Hưng Thịnh so với những kênh khác đó là Chống Thấm Hưng Thịnh chia sẻ sự thật, người thật, việc thật theo một cách dễ hiểu, dễ làm nhất để mọi người đều làm được chống thấm. Và đầu tiên bạn sẽ cần phải chuẩn bị vật liệu. Bạn sẽ cần chuẩn bị những loại vật liệu sau như hình ảnh các bạn đang xem ở trên video ở đây. Đó là bạn sẽ cần chuẩn bị 4 loại vật liệu cơ bản. Vật liệu thứ nhất đó là màng chống thấm Sikabit VK15. Mình sẽ giới thiệu một tí về vật liệu màng chống thấm Sikabit VK15. Sikabit VK15 đó là những tấm màng chống thấm hai mặt gốc nhựa đường cải tiến. Và một cuộn Sikabit VK15 sẽ có kích thước là rộng 1m và dài 20m. Các tấm sẽ dán với nhau bằng cách bóc miếng giấy bạc của nhà sản xuất ra rồi dán lên nhau, rất dễ thi công. Và vật liệu thứ hai đó chính là keo Sikabit 1. Sikabit 1 là vữa gốc xi măng polymer cải tiến một thành phần, sử dụng làm chất kết dính cho màng chống thấm Sikabit VK15 với bê tông. Vật liệu thứ ba là Sika Grout. Sika Grout thì các bạn sẽ sử dụng để chống thấm các đầu cọc trong hệ thống chống thấm tầng hầm. Vật liệu thứ tư đó chính là băng cản nước Sika Gotaba V200. Vật liệu băng cản nước này thì được sử dụng để các bạn chống thấm cho mối nối giữa hai lần đổ bê tông. Thông thường khi các bạn chống thấm tầng hầm hay là thi công các cái kết cấu bể đáy bê tông và vách bê tông thì giữa hai lần đổ bê tông nó sẽ có một cái mạch ngừng bê tông và các bạn sẽ cần phải chống thấm cái mạch ngừng đấy, và băng cản nước được sử dụng để chống thấm vị trí mạch ngừng đó. Và đây cũng chính là một trong những vị trí mà rất hay thấm trong hệ thống chống thấm một tầng hầm. Để thi công tầng hầm, đầu tiên bạn cần phải đào đất. Và trước khi đào thì bạn cần phải đóng cừ hoặc cọc ván thép để chống sạt lở, khoan các giếng ngầm để hút nước ngầm, tạo bề mặt khô ráo dễ thi công như trong hình ảnh các bạn đang xem ở đây. Xử lý nước ngầm là bước quan trọng nhất quyết định chất lượng của chống thấm tầng hầm. Bởi vì nếu mà bề mặt lõm bõm, nước nhiều thì các bạn dù có thi công gì nó cũng vô cùng khó khăn. Cho nên các bạn hãy đặc biệt lưu ý ở những vị trí địa chất yếu, nước nhiều thì các bạn cần phải xử lý nước ngầm trước và chống sạt lở trước. Sạt lở thì nó sẽ làm cho nhà hai bên nghiêng, cát và nước cùng chảy ra một lần thì các bạn sẽ vô cùng khó thi công. Đầu tiên các bạn sẽ chống thấm ở các vị trí thấp nhất. Thông thường thì vị trí thấp nhất đó chính là hố pit thang máy. Hố pit thang máy là điểm thấp nhất nên rất hay gặp tình trạng khi thi công nước lênh láng, dẫn đến việc thi công sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên nó sẽ rất dễ dàng nếu các bạn làm như sau. Đó là khi đào đất thì bạn hãy đào rộng ra một tí và các bạn cũng ghép ván khuôn như trong hình ảnh các bạn đang xem ở đây. Và ở bên cạnh hố bít thì các bạn sẽ làm một cái hố sâu hơn hố bít và ghép ván khuôn để chặn không cho đất cát trào vào cái hố bên cạnh này. Hố bên cạnh này để các bạn thả một cái máy bơm tự động vào. Thì khi mà mực nước dâng lên thì bơm tự động sẽ tự động bơm và nó sẽ hạ mực nước ngầm tại vị trí hố bít này, giúp cho bê tông các bạn đặt chắc và nước nó sẽ không phá được cái lớp chống thấm ở phía dưới hố bít này. Nếu như hố pit thang máy của các bạn địa chất quá ẩm ướt và rất khó thi công các mối nối để đảm bảo chất lượng, bởi vì những mối nối này mà bị nước nó vào nhiều thì nó sẽ bị bong ra và các bạn sẽ không thể dán được, bởi vì lúc đấy là tay chân của những người nhân công thi công nó bị ướt hết, cho nên là việc đảm bảo chất lượng mối nối sẽ rất khó. Thì các bạn có thể đo đạc để dán các tấm Sikabit VK15 để thi công hố pit từ bên trên, sau đó thì các bạn sẽ mang xuống dưới hố pit và các bạn thả nó vào bằng đúng kích thước ván khuôn của hố pit. Làm như vậy thì các bạn sẽ đảm bảo các mối nối chắc chắn và thi công khô ráo
ở bên trên, cho nên các vị trí góc cũng rất đảm bảo. Tấm màng chống thấm Sikabit W15 cho tầng hầm thì bạn không cần phải bóc tấm giấy bạc bảo vệ ở mặt tiếp xúc với ván khuôn, để khi bê tông lót của các bạn có sạt xuống thì nó cũng không bị kéo giật màng chống thấm sạt theo. Chính vì vậy cho nên là các bạn chỉ việc bóc mặt tiếp xúc với bê tông của tấm Sikabit W15, còn mặt tiếp xúc với ván khuôn với đất cát thì các bạn để nguyên tấm bảo vệ như vậy. Đối với các vị trí đầu cọc thì các bạn lưu ý là các bạn cũng cần phải chống thấm, bởi vì nếu các bạn không chống thấm đầu cọc thì khi mà nước trào lên nó sẽ trào theo các cái đầu cọc này và nó phun lên trên, thì các bạn sẽ chèn vữa lại, sau đó các bạn sẽ rót vữa Sika Ground vào các đầu cọc như trong video các bạn đang xem ở đây. Tiếp theo đến phần rải đáy và vách hầm. Bạn sẽ rải như trong video, các tấm Sikabit W15 sẽ dán mối nối lên nhau theo mối nối của nhà sản xuất. Các bạn chỉ cần bóc ra và dán đè lên nhau. Và các bạn đi màng chống thấm này bọc toàn bộ kết cấu từ đáy hầm cho đến vách hầm. Và lưu ý là mặt dưới các tấm Sikabit W15 thì các bạn sẽ không bóc tấm giấy bạc bảo vệ ra, để khi bê tông lót sạt xuống thì nó sẽ không kéo màng chống thấm xuống theo. Còn mặt trên thì các bạn bóc ra khi đổ bê tông. Mặt trên này nó là lớp nhựa đường hoạt tính. Khi bê tông thủy hóa thì bê tông nó sẽ nóng lên và tấm Sikabit W15 sẽ chảy nhựa đường ra và bám chặt vào bê tông. Dính bám của tấm Sikabit W15 với bê tông là rất chắc chắn. Và nếu mà các bạn thí nghiệm kéo thì nó sẽ đứt cả tấm màng chống thấm, chứ nó không bị bong ra cả tấm. Chống thấm tầng hầm nhà cao tầng là các bạn chống lại nước ngầm, tức là nước sẽ tác dụng từ dưới lên trên, nên tất cả các vị trí đáy hầm, đáy dầm các bạn cũng cần phải rải, dán và bọc hết các vị trí này lại để nước ngầm không tác dụng được vào bê tông. Còn phần vách hầm thì bạn sẽ dán các tấm Sikabit W15 vào ván khuôn trước khi các bạn bố trí thép. Tại vì khi các bạn bố trí thép rồi thì sẽ rất chật chội và bạn sẽ không thể thi công được. Tầng hầm nhà phố cao tầng thì hai bên đều rất chật chội, cho nên bạn dán vào ván khuôn như thế này thì bạn sẽ không bị phụ thuộc vào không gian bên ngoài. Bởi vì không gian bên ngoài nếu mà hai nhà dính nhau thì nó sẽ rất chật hẹp để các bạn dán lên bê tông. Mà các bạn dán lên ván khuôn như thế này thì nó cũng rất chắc chắn. Và các vị trí đầu cọc như các bạn xem ở đây thì các bạn cũng cần phải gia cường thêm lớp màng chống thấm Sikabit W15 bọc hết toàn bộ chu vi đầu cọc như thế này. Sau khi thi công xong, kiểm tra kỹ càng các mối nối thì các bạn sẽ bàn giao lại lớp chống thấm cho nhà thầu xây dựng, và khi đó các bạn sẽ bóc hết tấm giấy bạc bảo vệ ở bên trên lớp màng chống thấm này ra, và nhà thầu xây dựng sẽ thi công cốt thép. Khi thi công cốt thép thì bạn lưu ý là ở phần vách hầm sẽ có mạch ngừng bê tông, tức là đổ hai lần bê tông giữa hai lần đổ sẽ có mạch ngừng. Đó là vị trí bê tông dễ bị tách lớp và dễ thấm nhất trong một tầng hầm. Và vị trí quan trọng nhất này thì các bạn sẽ có một cách xử lý, đó là các bạn sẽ cần phải thi công một tấm băng cản nước Sika Gotaba tại vị trí mạch ngừng bê tông này. Như trong video các bạn đang xem ở đây thì chống thấm Hưng Thịnh đã tiến hành lắp đặt băng cản nước trước khi đổ bê tông. Và các bạn có thể xem cụ thể về cách hoạt động của băng cản nước và lắp đặt băng cản nước cụ thể như thế nào ở video hướng dẫn thi công băng cản nước trên kênh của chống thấm Hưng Thịnh. Chính vì tầm quan trọng của băng cản nước cho nên là khi đổ bê tông bạn cũng cần có một người chỉnh sửa lại băng cản nước, để băng cản nước không bị bê tông nhấn chìm hết vào trong bê tông, mà băng cản nước nó sẽ hoạt động là một nửa nó sẽ ghim ở bê tông ở lần đổ thứ nhất, và nửa còn lại thì băng cản nước sẽ ghim vào bê tông của đợt đổ bê tông sau. Và để chống thấm cho phần vách hầm ở lần đổ bê tông thứ hai thì các bạn cũng sẽ dán những tấm màng chống thấm vào ván khuôn trước khi nhà thầu xây dựng đi cốt thép và đổ bê tông. Như trong video các bạn đang xem ở đây thì những tấm chống thấm đã được chống thấm Hưng Thịnh định vị vào ván khuôn trước khi nhà thầu xây dựng lắp đặt ván khuôn của mặt còn lại và trước khi nhà thầu xây dựng thi công lớp cốt thép. Còn đối với những phần vách hầm có không gian thao tác rộng rãi thì các bạn có thể chờ tháo ván khuôn xong thì các bạn thi công lớp keo kết nối Sikabit 1, sau đó dán tấm Sikabit W15 lên trên vách hầm như trong video các bạn đang xem ở đây. Những tấm Sikabit của vách hầm sẽ dán với tấm Sikabit của phần đáy hầm để tạo thành một lớp màng chống thấm bọc toàn bộ kết cấu hầm, không cho nước tác dụng vào bê tông hầm.
thi công dán sau như thế này thì các bạn sẽ tốn một lượng keo Sikabit 1 nhất định. Và các bạn cũng chỉ áp dụng được ở những khu vực nào mà nó rộng rãi, có không gian để thao tác. Còn nếu như nhà dưới nhà, hai nhà dưới nhau thì các bạn sẽ rất là khó để thi công như thế này. Và đây chính là tòa nhà có tầng hầm mà các bạn đã xem ở trong video clip này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong phía dưới tầng hầm để cho các bạn xem hiện trạng sau khi thi công. Phần vách hầm thì các bạn thấy khi mà hoàn thiện thì đất sẽ lấp hết, và khi đó thì nếu như có nước ngầm ở bên dưới lớp chống thấm mà có vấn đề thì nước nó sẽ ngấm vào trong ngay. Tòa nhà cao tầng này được thi công ở gần sông Hàn, Đà Nẵng, cho nên mực nước ngầm rất cao, và nước ngầm thì nó sẽ là liên tục. Nếu như hệ thống chống thấm của các bạn có vấn đề, nó sẽ xì vào ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan một vòng ở phía trong tầng hầm. Đây là phần ram dốc và có các cái mương thoát nước ở đây. Tất cả đều đã được chống thấm ở phần đáy hầm như trong video các bạn đang xem. Và hai bên là vách hầm thì hoàn toàn khô ráo. Tầng hầm nếu thấm thì nó sẽ có những dấu hiệu ẩm và nó liên tục. Tuy nhiên là tất cả những khu vực chúng tôi đã thi công chống thấm thì đều đã nghiệm thu. Và hôm nay sau nhiều tháng quay lại thì tất cả đều rất chắc chắn, ổn định, và có thể khẳng định rằng là nó sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện thấm dột trong ngôi nhà cao tầng này. Như vậy là Chống Thấm Hưng Thịnh đã chia sẻ cho các bạn về các bước để các bạn có thể tự tin thi công chống thấm một tầng hầm. Nếu bạn còn có nhiều chỗ chưa hiểu, hãy để lại bình luận ở dưới video này. Chống Thấm Hưng Thịnh sẽ kiểm tra và sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video các số sau của Chống Thấm Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại.